Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Biển đảo Việt Nam của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị, giới chức tình báo Mỹ ngày 23 tháng 2 cho biết Trung Quốc đã triển khai các máy bay tiêm kích trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Trước hành động quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông, Việt Nam và các nước đã có phản ứng như thế nào? Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị cùng với phóng sự ghi nhận vai trò của lực lượng kiểm ngư Việt Nam, điểm tựa cho ngư dân trên biển. Trước hết là những thông tin có liên quan, mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã về thăm huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, quê hương của Hải đội Hùng binh Hoàng Sa. Để thăm hỏi tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của huyện đảo Lý Sơn và tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch nước đã đến dân hương tại Âm Linh Tự và mộ lính đội Hoàng Sa. Di tích lịch sử được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng, nơi lưu dấu chứng tích hào hùng của những người con đất Việt. Đã không quản ngại hy sinh gian khổ, vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền đất nước tại Hoàng Sa. Nói chuyện thân mật với người dân xã An Hải, Chủ tịch nước đã nghe lãnh đạo xã báo cáo tình hình kinh tế xã hội. Là một trong hai xã trọng điểm về kinh tế biển của huyện đảo Lý Sơn, hiện An Hải có 2.800 nhân khẩu, trong đó 60% dân số sống bằng nghề cá. Những năm qua, ngư dân An Hải, Lý Sơn đã kiên trì ra khơi bám biển, đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa. Ghi nhận những kiến nghị chính đáng của bà con về hỗ trợ phương tiện, ngư cụ, Chủ tịch đề nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ giúp bà con yên tâm bám biển. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin ở đầu chương trình, giới chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã đưa tên lửa và máy bay chiến đấu đến Biển Đông, cho thấy nước này lộ rõ mưu đồ biến các đảo thành những tiền đồn quân sự mang lợi ích chiến lược. Trước nguy cơ phá vỡ nguyên trạng ở Biển Đông, và đặc biệt đáng lo ngại hơn là tình trạng quân sự hóa ở khu vực này, giới chức Mỹ đã đồng loạt chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế. Cùng thời điểm trên, Australia cũng công bố văn bản định hướng về vấn đề Biển Đông, trong đó có nêu rõ quan ngại đối với các hành động của Bắc Kinh tại khu vực. Kênh Fox News ngày 23 tháng 2 cho biết, tình báo Mỹ đã phát hiện máy bay tiêm kích thế hệ thứ tư Thẩm Dương J-11 và máy bay tiêm kích ném bom Tây An JH-17 vài ngày trước trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc cũng vừa triển khai tên lửa đất đối không HQ-9. Thông tin được đăng tải đúng lúc Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Nghị đang ở thăm Washington. Sau khi đăng tin này, truyền thông Mỹ cho biết chuyến thăm dự kiến của ông Dương Nghị tới Lầu Năm Góc vào chiều cùng ngày đã bị hủy bỏ. Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết chuyến thăm không diễn ra vì lịch làm việc chồng chéo. Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm cùng ngày với ông Dương Nghị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố hành động quân sự hóa các cơ sở tại Biển Đông sẽ không giúp ích gì cho những nỗ lực giải quyết tranh chấp chủ quyền ở khu vực này. Chúng tôi tin rằng cần phải có giải pháp ngoại giao, hợp pháp để đưa các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra một nghị quyết chung, chứ không phải là các hành động đơn phương. Chúng tôi muốn chấm dứt các hành động mở rộng và quân sự hóa tại khu vực. Các tuyên bố về lãnh thổ, lãnh hải cần phải phù hợp với luật pháp quốc tế và các tranh chấp phải được giải quyết theo con đường hòa bình. Các nghị sĩ hàng đầu của Mỹ như Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Grant cũng chỉ trích hành động của Trung Quốc. Trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện, ông McCain tuyên bố các hành xử của Trung Quốc không hề có ý định đóng vai trò là một bên có trách nhiệm tại châu Á-Thái Bình Dương. Cũng trong ngày 23 tháng 2, hãng ABC của Australia công bố một tài liệu dài 7 trang của chính phủ nước này đưa ra các điểm chính về lập trường liên quan tình hình căng thẳng gia tăng ở Biển Đông sau khi hành động của Bắc Kinh gần đây. Tài liệu ghi rõ hoạt động của Trung Quốc đang gây căng thẳng trong khu vực và bày tỏ lo ngại về các triển khai mới của Trung Quốc ở đảo Phú Lâm. Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 25 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã thông báo hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc điều máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa và đặt hệ thống radar ở một số cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi.
Bất chấp sự phản đối và quan ngại của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế, thì Trung Quốc vẫn tiếp tục có các hành động không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông, mà còn đe dọa đến hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như là an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Chúng tôi kiên quyết phản đối những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc có những lời nói, hành động trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và cũng như là tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Liên quan đến vấn đề này, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, PACOM của Mỹ, Đô đốc Harry Harris tuyên bố sẽ cân nhắc điều tàu ngầm và tăng cường thêm khu trục hạm tới Biển Đông để răn đe hành động quân sự hóa khu vực quần đảo Trường Sa. Trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Đô đốc Harris nêu rõ, ông sẽ tiến hành thêm các hoạt động nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần tiếp tục các hoạt động tại Biển Đông cùng với các đồng minh, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc. Buổi điều trần trên diễn ra sau khi có tin Trung Quốc triển khai hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và hệ thống radar mới trên đá Châu Giang thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Giới phân tích cho rằng, những động thái trên của Bắc Kinh rất có thể là nhằm chuẩn bị cho việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông. Trước các hoạt động quân sự của Trung Quốc, đại diện giới chức lẫn giới chuyên gia quốc tế đang rất quan ngại cho an toàn và hòa bình trên Biển Đông. Đặc biệt là thực tế, Bắc Kinh gần như đã đủ hạ tầng để tuyên bố vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến để chuyển đến quý vị trong chuyên mục tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp trên Biển Đông, bên cạnh việc thực hiện chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật, thanh tra chuyên ngành thủy sản trên biển, lực lượng kiểm ngư luôn tích cực hỗ trợ ngư dân bám biển làm giàu. Lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã trở thành điểm tựa cho ngư dân trên biển, góp phần bảo vệ ngư trường, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trên biển, nước ngọt vô cùng quý giá. Đây là hình ảnh tàu kiểm ngư chia sẻ nước ngọt với bà con ngư dân. Trong những chuyến tuần tra, lực lượng kiểm ngư luôn kết hợp hỗ trợ bà con ngư dân bằng những việc làm thiết thực như cấp nước ngọt, cấp dầu, lương thực, thực phẩm, khám bệnh, phát thuốc cho tàu đánh bắt xa bờ, để bà con yên tâm vươn khơi bám biển. Những việc làm thiết thực đã để lại hình ảnh tốt đẹp về lực lượng kiểm ngư trong mắt bà con ngư dân. Trong quá trình đánh bắt xa bờ, ông Đinh Công Bay, thuyền viên trên tàu BD93064TS đã dẫm phải đinh dẫn đến nhiễm trùng và sốt cao. Y sĩ trên tàu kiểm ngư 806 đã vệ sinh làm sạch vết thương, băng bó và cấp phát thuốc, đường sữa cho ông Bay. Cảm ơn. Tôi xúc động và kép thôi. Dạ, em cũng có gì chúc mấy anh Kim Ngư dồi dào sức khỏe, nhờ anh em giúp đỡ suốt, em cảm ơn Kim Ngư. Bữa nay tôi kẹp tới cái tàu Kim Ngư, thấy anh em là giúp đỡ tận tình, đau bệnh, bất hoạt là cái việc gì, thiếu nước, thiếu dầu, hoặc là cái gì á, thấy anh em kiểm ngư là quá tuyệt vời, hỗ trợ cho bà con ngư dân như vậy là tôi thấy rất là tốt. Bà con ngư dân của tôi là muốn là có một cái tàu kiểm ngư hoặc là hải quân theo để sát cánh cùng bà con ngư dân, sát cánh cùng bà con ngư dân đánh bắt ở ngoài biển. Chúng tôi là tổ chức hỗ trợ cho bà con ngư dân về cái vấn đề về lương thực thực phẩm cũng như là về y tế, cứu hộ cứu nạn, giúp cho bà con ngư dân yên tâm bám biển, góp phần trong việc bảo vệ, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trên biển, các kiểm ngư viên còn vận động bà con ngư dân tích cực cung cấp thông tin nghề cá trên biển. Sự gắn kết giữa lực lượng kiểm ngư và ngư dân sẽ hình thành mạng lưới thông tin nghề cá để bảo vệ, hỗ trợ bà con ngư dân trong quá trình đánh bắt xa bờ. Chúng tôi muốn xây dựng cái hình ảnh lực lượng của kiểm ngư trong cái thời gian sắp tới là vừa tham gia bảo vệ chủ quyền, vừa gần gũi với nhân dân, với ngư dân, xây dựng hình ảnh kiểu ngư nhân dân trong tương lai
và chúng tôi mong muốn là thông qua cái việc tuần tra kiểm tra kiểm soát cũng là thể hiện giúp đỡ, hỗ trợ bà con yên tâm bám biển, đồng thời tham gia bảo vệ quyền chủ quyền thiêng liêng. Từng đoàn thuyền đánh cá dẫn ngày đêm bám biển, miệt mài đánh bắt những khoang cá đầy ắp. Bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, lực lượng kiểm ngư đã và đang trở thành những điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Chuyên mục Biển đảo Việt Nam của truyền hình Hậu Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.